Những người quan tâm đến hành trình của Chipu tại đạp gió 2023 hẳn đều biết cô sẽ khó mà tỏa sáng và thành công được như vậy nếu thiếu bạn đồng hành Hoàng Cu. Bản thân Chipu rất xinh đẹp, nỗ lực nhưng công lao của stylist Hoàng Cu cũng không hề nhỏ khi là người chọn từng bộ trang phục, từng kiểu tóc hay layout trang điểm để Chipu luôn xinh tươi rực rỡ giữa các tỷ tỷ. Hoàng Ku không chỉ được netizen Việt khen ngợi hết lời mà các thí sinh ở đạp gió 2023 cũng rất yêu quý. Bản thân Hoàng Cu còn ghi điểm với mọi người khi không ngại cho các tỷ tỷ khác mượn đồ hay phụ kiện, xa tay sơn móng tay cho đội si tình, tặng quà cho những tỷ tỷ thân thiết với Chipu. Ở đây, Hoàng Cu đã khoe rằng anh được Trương Gia Nghê mời làm stylist. Anh cũng chia sẻ loạt ảnh Trương Gia Nghê xinh đẹp trong trang phục và tạo hình mà Hoàng Cu tư vấn. Quả thực là ai cũng nhìn thấy Trương Gia Nghê sành điệu, nổi bật hẳn lên, xứng danh là mỹ nhân đẹp nhất đạp gió 2023. Không biết người khen Hoàng Cu tài giỏi, nhanh chóng giúp Trương Gia Nghe có được diện mạo ấn tượng cũng như chúc mừng danh tiếng Hoàng Cu đã lan đến showbiz hoa ngữ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chê trách Hoàng Cu chơi không đẹp bởi anh đến với đạp gió 2023 với tư cách stylist riêng của Chipu nhưng bây giờ lại nhận lời làm việc cho thí sinh khác trong chương trình này. Và mới đây, netizen Việt cũng rất vui thích khi nghe tin chương trình truyền hình thực tế chị đẹp đạp gió dễ sóng chính thức có phiên bản Việt. Cụ thể, vào tháng 10 này, chương trình sẽ chính thức có phiên bản Việt với tên gọi Chị đẹp đạp gió dễ sóng. Được ra mắt từ năm 2020 và đã thực hiện đến mùa thứ tư, chương trình liên tục gây sốt làng giải trí hoa ngữ vào quốc tế trong nhiều năm, cũng như đoạt những giải thưởng lớn như show truyền hình trực tuyến hay nhất năm tại Trung Quốc. Cũng trong mùa 2023 này, chương trình đã mời ca sĩ Chi Pu, đại diện của nghệ sĩ Việt Nam tham dự. Nữ ca sĩ trở thành cái tên hot nhất của mùa 4 sau những tập phát sóng đầu tiên và liên tục đạt thành tích cao vượt qua giản sao đỉnh đám xứ Trung. Với sự quy tụ những tài năng hàng đầu trong lĩnh vực sáng tạo, biên kịch và sản xuất cùng với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp về sân khấu, ánh sáng, âm thanh và thêm sự thể hiện hết mình của 30 chị đẹp trong một sâu sống còn thực tế, hứa hẹn mang lại cho khán giả một chương trình ấn tượng và nhiều cảm xúc hơn. Với sức nóng của sâu sống còn được trông đợi nhất xe buýt, với sự quy tụ của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, chị đẹp đạp gió dễ sóng được dự đoán là show thực tế đáng mong chờ nhất năm 2023 tại Việt Nam. Chương trình Tỷ tỷ đạp gió dễ sóng là nơi quy tụ những nữ nghệ sĩ có độ tuổi từ 30 trở lên đã và đang thành công trong các lĩnh vực giải trí như âm nhạc, điện ảnh, người mẫu, diễn viên, doanh nhân. Một lần nữa dám đương đầu vượt qua những giới hạn của bản thân để tìm lại và chinh phục những khát khao hoài bão thanh xuân của mình trên một sân khấu âm nhạc hoành tráng và quy mô.